Để giảm bớt tình trạng ô nhiễm do khói xe, thì Tòa án tối cao Ấn Độ vừa thông báo sẽ thí điểm thu phí các loại xe tải chở hàng đi vào thủ đô New Delhi trong vòng 4 tháng, bắt đầu từ tháng 11 tới. Mức phí sẽ thu đối với xe tải hạng nhẹ là 10 euro và đối với xe tải hạng nặng là 20 euro. Theo số liệu của Trung tâm Khoa học Môi trường CSE tại Ấn Độ, thì mỗi ngày có hơn 50.000 xe tải đi vào thủ đô New Delhi và 1/4 trong số đó chọn đi xuyên qua trung tâm thủ đô để tránh bị thu phí ngoài xa lộ. Ông Anumita Roy Chowdhury, người phối hợp thực hiện nghiên cứu với CSE, cho biết xe tải thải ra 30% số phân tử gây ô nhiễm do xe cộ ở thủ đô. Xe tải lớn có khả năng gây ô nhiễm cao gấp 2,5 lần xe tải nhỏ. Vì vậy, theo ông Chowdhury, thì việc thu thuế là phù hợp nguyên tắc gây hại phải trả tiền và số tiền thu được sẽ dùng để cải thiện các phương tiện giao thông công cộng tại Ấn Độ.